chế khách hàng. Máy cắt cỏ thông minh hay còn gọi là robot cắt cỏ tự hành điều khiển từ xa. Máy thích hợp làm sạch các loại cỏ dại như lau sậy, cỏ linh năng, cỏ cá và mảnh đất lớn nhỏ khác của đồng bằng, đồi núi, ruộng bậc thang, vườn cây ăn trái, tam giác mạch. Máy có thể làm việc ở độ dốc 39 độ, chiều cao cắt điều chỉnh từ 20 đến 150mm, chiều rộng hàng cắt 550mm. Chi tiết vui lòng liên hệ 024 nữa, 38 nữa, 38 nữa, 3456.